theo. Thư sư cho con hỏi, sau khi Đức Phật chứng đắc, Ngài có còn phân biệt đúng sai, phải trái, trắng đen không ạ? Hay tất cả đều bắt đầu từ một nguyên nhân ban đầu mà ra ạ? Trước giờ con hay quan niệm rằng việc bám chấp vào đúng sai để đánh giá là không tốt, vì không biết nguyên nhân thực sự là gì và bên nào cũng có lý do riêng, nên không có gì là đúng hay sai cả, tất cả đều do tâm con người đánh giá. Xin các sư giảng thêm cho con về phần này, hoặc con nên tham khảo tài liệu nào để được hướng dẫn về nội dung này. Xin chư ân các sư. Nó có một cái sự hiểu lầm là quý vị nghĩ là còn có cái sự đánh giá đúng sai là còn phân biệt. Nhưng mà cái chuyện mà mình nói, cái mà gọi là đúng sai là chỉ do tâm thôi đó. Chứ thực tế nó không có cái gọi là đúng sai. Quý vị biết là nó rơi vào cái đoạn kiến, nó rơi vào pháp đoạn kiến, một trong 62 loại tà kiến được nhắc đến ở trong kinh Phạm Võng, bài kinh đầu tiên của Trường Bộ. Tức là quan điểm á, là cái mình gọi là thiện ác đúng sai chẳng qua là do tự mình quy định thôi. Cái gì mà mình ưa thích và xã hội công nhận thì đó gọi là đúng. Còn cái gì mà không ưa thích, xã hội không công nhận thì gọi là sai. Đúng, sai, thiện, ác chỉ là quy định, chứ thực tế nó không có cái gọi là đúng, sai. Đó là một thứ đoạn kiến được nhắc trong 62 thứ tà kiến. Cái người mà mắc đoạn kiến này thì cái nơi trông chờ họ chính là địa ngục. Rồi sự nhắc để quý vị nhớ là để mình tránh cái bẫy của ngôn ngữ nhé. Trong Tăng Chi Tương Ưng chứ, có lần vị trời xuống nói với Đức Thế Tôn là tôi nghe đệ tử của Sa Môn Gotama là không còn cái sự chấp ngã nữa, mà tại sao vẫn còn nghe đâu đó đệ tử Sa Môn Gotama còn nói đây là y của tôi, đây là bác của tôi, rồi tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Thì Đức Thế Tôn nói rằng với những ai còn phiền não chưa dứt khỏi các lậu hoặc, thì khi họ nói tôi và của tôi thì họ thật sự rơi vào tà kiến có tôi và của tôi. Còn với những ai đã dứt khỏi phiền não, không còn lậu hoặc, khi vị đó nói tôi và của tôi thì vị đó hiểu rằng đây chỉ là pháp chế định. Còn vị ấy hiểu được ý nghĩa thực chất của nó. Chẳng qua là làm người thì còn cần phải giao tiếp. Cho nên khi mà quý vị giả sử quý vị đi đến hương thất, quý vị hỏi của Đức Thế Tôn, quý vị hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn, đây có phải là cái hương thất của Thế Tôn hay không, thì Đức Thế Tôn sẽ trả lời nếu hiểu một cách đúng đắn thì có thể nói rằng đây là hương thất của Đức Thế Tôn. Còn nếu hiểu một cách không đúng đắn thì không thể nói rằng đây là hương thất của Đức Thế Tôn. Quý vị tránh cái bẫy của ngôn ngữ. Một số cái dòng,
một số cái dòng nghiên cứu thì rất thích đưa người ta vào cái bẫy của ngôn ngữ, bởi vì nghe thì nó rất là sang, nó cao siêu lắm. Ví dụ như là thấy núi là núi mà không phải là núi thì đó mới gọi là núi, đại loại như vậy đó. Nghe thì rất cao siêu, bởi vì người ta nghe không hiểu. Chúng sanh thời nay người ta thích nghe cái gì người ta không hiểu, thích tin cái gì không hiểu. Đó. Và Phật giáo thì không phải như thế. Sự thực hành là chủ trương, chứ không phải cái chuyện là cao siêu rồi rơi vào cái bảy ngôn ngữ là chủ trương của Phật giáo. Điều thứ ba mà sư nhắc tới là cái gì? Đó là chúng ta có ba cái pháp thực hành. Một là thực hành á, lấy mình làm trọng, tức là tôi thích hay là tôi không thích, tôi làm theo cái đó thôi. Đây là ý kiến chủ quan của tôi thích thì tôi làm, tôi không thích thì tôi không làm. Thì đó là lấy mình làm trọng. Cái thứ hai là lấy pháp làm trọng, tức là tôi nghe thiên hạ nói như thế nào thì tôi làm như thế đó. Thí dụ như thiên hạ nói rằng đi dự đám cưới là phải nhậu, phải uống rượu, còn mà không uống rượu là không có nể, ví dụ này vậy đó. Rồi nam vô tửu như kỳ vô phong, thì mình nghe cái đó rồi mình chiều theo, mình nương theo, mặc dù mình cũng không thích uống đâu, mà chúng nó cứ nói là chú không uống là chú không nể anh, đại loại thế. Thì khi mà mình nương theo, có nghĩa là mình lấy người làm trọng. Mà cái chuyện lấy người làm trọng này nó cũng mang ý nghĩa là bất kể thiện ác đúng sai. Cái thứ ba đó là lấy pháp làm trọng, tức là lấy lời dạy của Thế Tôn làm trọng. Cái chuyện đó người ta có thích hay là không thì nó không quan trọng bằng cái việc nó có đúng pháp hay là không. Thì lối sống lấy pháp làm trọng là lối sống được Đức Thế Tôn tán thán. Và nhớ là khi mình không phải là thánh thì đừng có dở giọng của thánh. Thí dụ như trong cái bài kinh ví dụ chiếc bè đó, ở trong Trung Bộ đó, Đức Thế Tôn nói như người đi đến bờ thì họ phải bỏ bè lại, chứ không có ai lại đi vác cái bè lên trên lưng. Thì cũng vậy đó, chánh pháp cho đến cái bước cuối cùng còn phải bỏ thì huống chi là phi pháp. Nhưng đó là sự hướng dẫn, cái lời nói dành cho bậc thánh. Còn rất nhiều những hàng phàm phu á, họ chết đuối bởi vì á, cái bất thiện họ chưa bỏ mà họ đã đòi bỏ thiện rồi. Thuyền bè chưa tới nơi mà họ đã nhảy xuống, đã bước đi rồi, đã bỏ bè rồi. Tức là chưa tới bờ đã bỏ bè, chết đuối nhiều lắm. Chẳng những họ chết đuối, họ còn lôi người khác chết đuối theo rất là nhiều. Và họ chỉ nói đơn giản là bờ đằng trước chỉ việc bước cái là tới. Và thế là họ bước không có mắt, bước cái là lọt xuống sông luôn, xuống biển luôn. Điều đó có nghĩa là gì? Tức là khi mà quý vị chứng thánh á, thì khi đó cả cái pháp thiện lẫn bất thiện mình đều không có làm nữa. Bởi vì khi đó tâm của mình á, là cái tâm tố, tâm thánh, nó không còn tạo ra nghiệp nữa. Chứ đừng có hiểu sai bài kinh á, rồi thành ra là pháp bất thiện thì chưa chịu bỏ, mình lo mình bỏ pháp thiện rồi đó. Rồi cứ xưa nói cái vụ mà bài kinh cái bè đó, thiên hạ chết đuối nhiều lắm, tại vì hiểu sai lời Phật dạy.